Xin chào các bạn. Và sau khi mà chúng ta đã mua xong một chiếc máy chiếu thì cái công đoạn tiếp theo của chúng ta đấy là lựa chọn một cái màn chiếu để cho nó phù hợp với cái máy chiếu mà chúng ta đã mua. Và cái video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và tư vấn cho các bạn là cái mẫu màn chiếu nào nó sẽ phù hợp với lại cái máy chiếu nào để cho chúng ta tham khảo và lựa chọn màn chiếu cho nó phù hợp. Đầu tiên là với những cái dòng máy chiếu halogen dùng cho văn phòng, dùng cho lớp học, dùng cho quán, dùng cho nhà hàng hay là những cái hội trường lớn thì cái lựa chọn mà mình nghĩ là nó sẽ phù hợp nhất với chúng ta đấy là một cái màn chiếu tiêu chuẩn PVC 4 lớp màu trắng như thế này, và nó đã có cái khung để cho chúng ta có thể là bắn cái màn chiếu này lên trên tường hoặc là treo lên trên cái phòng hội trường. Sau đấy khi mà chúng ta dùng thì chúng ta chỉ cần là kéo lên, hoặc là không dùng thì chúng ta để kéo để cho nó cuộn lên trên rất là gọn. Và cái màn chiếu trắng như thế này thì cái chất liệu của nó là bằng PVC 4 lớp bên trong màu trắng tiêu chuẩn của máy chiếu. Và với cái mẫu màn này thì nó sẽ chia làm tầm khoảng 3 loại. Một là cái loại như mình đang có ở đây là kéo lên kéo xuống bằng tay và bắn trực tiếp lên trên tường, trên trần nhà. Một loại tiếp theo nữa là nó cũng tương tự loại này nhưng mà nó dùng điện để cho chúng ta điều khiển bấm kéo lên kéo xuống. Và một loại mà chúng ta có thể di động được, tức là mang đi các nơi được, đấy là loại 3 chân. Nó cũng giống như cái này nhưng mà nó có thêm một cái chân giá để chúng ta đặt cái màn chiếu lên, mà khi không dùng nữa thì chúng ta cuộn lại và mang đi đến các chỗ khác, khi nào dùng thì chúng ta lại bỏ ra chúng ta dùng. Giá của những cái màn như thế này nó cũng khá là rẻ, nó chỉ dao động trong khoảng từ vài trăm nghìn cho đến khoảng vài triệu, tùy kích thước máy, tùy kích thước màn và tùy cái loại màn mà chúng ta chọn đấy là màn như thế nào. Tiếp theo là với các bác mua những cái máy chiếu gia đình, những cái dòng máy LED như thế này, hoặc là một số những cái con LED mà nó to hơn một chút để chúng ta chiếu gia đình, thì chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn sau. Thứ nhất, nếu như mà gia đình của chúng ta có một cái bức tường trắng, như cái tường đây, tường trắng phẳng màu sáng như kiểu là màu vàng nhạt, màu xanh nhạt, màu hồng nhạt, màu trắng, thì chúng ta hoàn toàn chiếu trực tiếp cái máy chiếu lên trên tường trắng thì chất lượng của nó rất là đẹp và nó không hề kém cái màn tiêu chuẩn này. Nó sẽ như nhau, như giống màn tiêu chuẩn, nên là nếu mà nhà chúng ta có tường trắng, tường sáng màu thì chúng ta chiếu trực tiếp lên tường vẫn khá là đẹp rồi. Các bác lưu ý là một số cái tường màu tối như là màu đen, màu đỏ, màu xanh đậm, màu xanh lá thì chúng ta không dùng để chiếu được, vì những cái màu đấy là nó không ánh sáng nó không sẽ không hiển thị được trên đấy. Và nếu như mà nhà chúng ta không có đủ không gian của một cái bức tường trắng như vậy thì chúng ta có thể lựa chọn một số các cái màn chiếu, như là cái màn nãy mình nói cho văn phòng, cái màn tiêu chuẩn này kéo lên kéo xuống, thì với những cái màn này thì chúng ta sẽ phải bắn vít nó lên trên tường, và cái màn cũng khá là to và khung sắt nó cũng khá là nặng. Nếu mà chúng ta có đủ không gian và thì chúng ta có thể lựa chọn những cái màn như thế này cũng khá là ok. Một sự lựa chọn nữa đấy là cái màn dạng tấm cũng là loại màn trắng tiêu chuẩn PVC 4 lớp như cái màn ở trên đây, nhưng mà nó là cái dạng tấm và nó sẽ nhỏ gọn hơn. Chúng ta có thể mua online dễ dàng. Nó được đặt trong một cái ống giấy tròn như thế này để hạn chế cái việc là bị nhăn, nó cuộn lại, và khi mà chúng ta dùng thì chúng ta chỉ cần căng nó ra, và ở như các cái góc của màn thì nó sẽ có các cái lỗ tròn để cho chúng ta bắn đóng đinh, đóng móc treo, bắn vít hoặc là căng dây, hoặc là chúng ta có thể căng lên trên cái nẹp gỗ, tự nẹp bằng nẹp gỗ hoặc nẹp sắt để cho nó phẳng. Ưu điểm của những cái màn này đấy là nó khá là nhẹ và có thể cuộn được nhỏ gọn. Chúng ta có thể mua online, ship online dễ dàng, và giá của những cái màn này nó cũng rẻ, nó cũng dao động trong khoảng từ hơn 200 cho đến khoảng tầm 400, hơn 400 tùy theo kích thước của màn. Và cái chất liệu của nó rất là tốt. Đây là những cái màn này, chất liệu của nó là chất liệu tiêu chuẩn của máy chiếu PVC 4 lớp màu trắng, y hệt cái chất liệu này. Nó cũng đáp ứng được cho chúng ta để cho chúng ta sử dụng với những cái máy LED gia đình rất là tốt. Một cái loại màn nữa gọi là màn vải, nó được đóng ở trong những cái túi như thế này, khá là nhỏ gọn, và chúng ta có thể là gấp
gấp rất là nhỏ luôn, bỏ vào trong ba lô, trong túi sách. Và những cái màn này thì dùng để cho chúng ta mang đi du lịch. Nếu mà chúng ta đi dã ngoại, đi cắm trại thì chúng ta có thể mang theo cái màn này và để chiếu máy chiếu. Màn này thì được cái là nhỏ gọn, nhẹ và tiện. Nó có sẵn các cái móc để cho chúng ta treo hoặc chúng ta căng dây. Nó rất là tiện. Nhưng mà về chất lượng hình ảnh thì nó sẽ không được đẹp đâu. Con này màn vải, chất lượng hình ảnh nó sẽ không được đẹp bằng cái màn PVC cuộn tấm như thế này. Cái này chỉ là dùng để đi du lịch cơ động thôi, chứ chất lượng của nó cũng sẽ không được cao lắm. Và chúng ta còn được nghe giới thiệu đến một loại màn nữa, đấy là màn chúng ta hay được nghe trên mạng gọi là màn tương phản cao ấy. Thì ở trên tay mình đây là một cái màn gọi là màn được quảng cáo là màn tương phản cao, nhưng mà thực tế đây nó là cái màn phản xạ ánh sáng, chứ không phải là màn phản quang, chứ cũng không phải là màn tương phản cao. Và mình cũng đã có làm một cái video rất là dài về cái màn này, phân biệt rồi nguyên lý hoạt động rồi dùng như thế nào. Các bác có thể xem lại video đấy, ở những cái video mình vừa làm trước đấy. Mình sẽ không nói thêm nữa vì nó rất dài. Và các bác lưu ý là nếu mà với cái màn tấm, cái màn miếng như thế này gọi là màn phản quang, thì giá của nó khoảng tầm hơn 400.000. Thì ưu điểm là nó sẽ giúp cho cái máy chiếu của chúng ta, khi chúng ta chiếu thì độ sáng nó sẽ được cải thiện, vì là cái màn này nó đã được phủ một cái lớp gọi là lớp phản quang ấy, lớp phản xạ ánh sáng ấy. Nên là khi ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ phản xạ lại vào mắt chúng ta và nó sẽ tạo cảm giác nó sẽ sáng hơn. Nhưng mà cái nhược điểm của cái màn này đấy là cái góc chiếu nó rất hẹp, gần như khi mà chúng ta xem thì chúng ta chỉ là nhìn thẳng, góc thẳng vào cái màn chiếu, và khi mà chúng ta ngồi chếch sang hai bên thì chúng ta sẽ rất là khó nhìn với cái màn này. Và các bác lưu ý nhé, cái màn này thì thực ra với các cái máy LED gia đình thì chúng ta xem thì chúng ta tắt điện đi và xem những cái màn trắng hoặc là tường trắng thì chất lượng mình nghĩ thấy nó đẹp hơn so với những cái màn phản quang như này. Đấy. Mình cái màn này thì dùng khi mà chúng ta muốn cải thiện ánh sáng để cho nó sáng hơn thôi, nhưng mà chúng ta sẽ phải đánh đổi bằng cái góc nhìn. Và có một cái loại màn nữa là cái màn mình đang có ở đây, đây gọi là màn tương phản cao. Và cái màn tương phản cao này thì giá của nó khá là đắt, giá nó dao động trong khoảng từ 4 cho đến hơn 10 triệu tùy cái kích thước màn, tùy cái loại màn dùng cho máy gần hay máy xa. Đại loại là những cái màn này nó thuộc dạng là màn xịn và giá của nó không hề rẻ một chút nào. Thì những cái máy mà phù hợp với lại cái màn xám này là những cái máy mà nó cũng phải ở cái phân khúc là đắt tiền một chút, máy xịn một chút. Như là ví dụ như là đây, mình có một cái con máy 4K đấy, với một cái con máy 4K hoặc là những cái con máy dòng cinema độ sáng cao mà Full HD thôi, như kiểu là con Epson U32 hay là con TVK5200, 5300 gì đấy, những cái con halogen độ sáng khoảng tầm từ 1500, 2000 ANSI trở lên, thì chúng ta dùng với lại cái màn tương phản cao này thì nó sẽ cho chất lượng hình ảnh nó đẹp hơn so với lại dùng cái màn trắng. Các bác có thể thấy xem trên màn hình mình có chiếu thử cho chúng ta xem, chất lượng hình ảnh nó sẽ được cải thiện và đẹp hơn khá là nhiều. Việc là nó đã triệt tiêu được những cái ánh sáng ở môi trường xung quanh và nó giúp cho cái độ tương phản cũng như là cái màu sắc của hình ảnh nó lên nó đẹp hơn. Và cái màn tương phản cao này thì nó phù hợp với những máy có độ sáng từ 1500 2000 ANSI, những cái máy trở lên tầm khoảng 1500 ANSI trở lên, tức là cái máy có độ sáng tốt, hoặc là ví dụ một số cái máy LED ví dụ như là con Horizon Pro độ sáng là 2200 ANSI thì dùng cái màn này cũng khá ok. Và cái chất lượng của cái máy đấy nó cũng đã là chất lượng tốt rồi thì nó sẽ phù hợp với lại cái màn này. Vâng ạ, và cái video vừa rồi thì mình có chia sẻ cho chúng ta những cái điều cơ bản nhất để cho chúng ta lựa chọn một cái màn chiếu phù hợp với lại cái máy chiếu mà chúng ta đã lựa chọn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo, khi mà mình sẽ có những cái video chuyên biệt nhất về từng cái màn. Mình sẽ so sánh từng con máy với khi mà chiếu từng cái màn xem nó là khác nhau như thế nào, để cho chúng ta có thêm cái video để tham khảo. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.